chấp 339 trưởng môn khiêm tốn chút, không biết lấy gì để báo đáp ân tình này nữa. Này, nước mũi chảy tè le ra hết rồi kìa, không cần phải cảm động đến thế đâu. Nín khóc lại đi, tối nay, ngươi vẫn là giữ hơi sức để hút cạn toàn bộ dương hồn ngọc này đi. Khí tức của Hắc Đình đó lại bắt đầu tăng trưởng nhanh một cách chóng mặt rồi, nhiều hồn ngọc như vậy, hắn sắp thăng lên rất nhiều cấp đây. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì tiến độ của đệ tử Hắc Đình mà nhận được giải thưởng điểm kinh nghiệm. Bởi vì có sự tồn tại của hệ thống sư đồ, cho nên mình cũng kiếm được món hời vô cùng lớn. Hửm, cái bóng của hắn. Đều đang nhìn về cùng một hướng. Bọn chúng đều đang nhìn mình. Xem ra, cái bóng của Hắc Đình có vẻ sẽ không tỏ vẻ giả tạo ở trước mặt của mình rồi. Bổn tọa chỉ đang hộ pháp ở đây, không làm hại đến đệ tử của ta, thì ta sẽ không trách tội. Quả nhiên, bọn chúng là muốn có không gian lớn hơn, bởi vì sức mạnh của Hắc Đình đang tăng trưởng, cho nên nơi mà bọn chúng có thể lây lan sẽ càng lớn, đây cũng đồng nghĩa với việc. Cái bóng của Hắc Đình đang trở nên lớn mạnh hơn. À, tứ cảnh đại viên mãn. Cảnh giới dừng lại ở tứ cảnh đại viên mãn, ngũ cảnh quả nhiên là cảnh giới khó chạm tới mà, cho dù đã có hồn ngọc rồi nhưng vẫn bị kẹt lại. Ca ca, không hay rồi. Là giọng nói của Đông Lê. Đã xảy ra chuyện gì hả? Bên ngoài tông môn có vấn đề. Để ta coi thử. Có nhiều quỷ quái cấp thấp quá, toàn bộ đều đang đi về đan thanh phong của mình. Là Hắc Đình, khí tức được Hắc Đình giải phóng ra ngoài đã thu hút những tên này đến đây. Nhưng mà, bọn chúng đến cũng đúng lúc lắm. Trưởng môn đột nhiên ban hành nhiệm vụ thăng cấp, nhưng những quái vật hoang dã ở xung quanh mọc môn này cũng quá ít rồi đó. Ngay cả con ruồi cũng bị giết sạch sẽ hết rồi. Nhất đao đoạn căn level 17. Ta thích đào đất nhất level 16. Lâm hoa càn level 19. Ngươi còn dám nói nữa, mới nãy rõ ràng là ta phát hiện con ruồi đó trước, nhưng người lại dám giành với ta, đúng là vô liêm sỉ. Ai giết trước thì chính là của người đó, ta không có cướp quái vật của ngươi nhé. Ta thích đào đất nhất level 16, lâm hoa càn level 19, chính là ngươi cướp đó, ta nhìn thấy trước chứ bộ. Quái vật hoang dã, là quái vật hoang dã kìa. Điểm kinh nghiệm phải là của ta. Ta nhìn thấy trước, là của ta. Ai giết trước thì chính là của người đó. Các đệ tử mặc môn nghe lệnh. Là giọng nói của trưởng môn. Đã xảy ra chuyện gì thế? Nhiệm vụ sư môn của hôm nay đã được ban hành, bổn tọa đã chuẩn bị buổi thử luyện cho các ngươi rồi. Mau chóng ra khỏi tông môn để nghênh chiến đi. Thử luyện, lẽ nào trưởng môn đích thân chuẩn bị quái vật hoang dã cho chúng ta sao? Wow, trưởng môn có vẻ ngầu hơn lúc trước nữa. Thôi kệ đi, nếu trưởng môn đã nói bên ngoài có yêu quái, vậy thì nhất định là có yêu quái, ta đi trước nhé. Nói đúng lắm, mau xông lên thôi, đừng hòng giành trước. Hừ, ta cũng sẽ không chịu thua đâu. Cái này, là người sống bằng da bằng thịt luôn kìa. Ăn, máu, ta muốn máu kìa. Là quái vật hoang dã đó, phát tài rồi. Nhiều như vậy, cho dù ngày mai có được nghỉ phép thì ta cũng phải xử lý sạch sẽ bọn này, giết thôi. Nói sao nhỉ, hai bên nhìn nhau, trong đôi mắt đều sáng rực, nhất thời không phân biệt được bên nào mới đáng sợ hơn luôn đấy. Trong câu hỏi của chấp trước, những bạn đoán là tam cảnh thì có vẻ sai quá đáng lắm luôn đó. Vậy thì câu hỏi của lần này tới rồi là các yêu quái chết trước hay là các game thủ chết trước đây? A. Các game thủ sẽ chết, vậy thì thiên tai thứ tư chỉ để trang trí thôi sao? B. Các game thủ không chỉ không chết mà bọn họ còn sẽ cảm ơn lộ trưởng môn vì đã tặng điểm kinh nghiệm cho bọn họ. C. Các quái vật ngơ luôn, đám người này mới là quỷ đó. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.